Giới chức Mỹ ngày 14 tháng 3 tuyên bố sẽ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Anh và Ireland, đồng thời cân nhắc lệnh cấm đi lại trong nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Lệnh cấm nhập cảnh bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 4 giờ GMT ngày 17 tháng 3, tức 11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Theo đó, Mỹ sẽ ngừng toàn bộ việc nhập cảnh từ Anh và Ireland, trong khi người Mỹ tại hai quốc gia này và các công dân hợp pháp vẫn có thể trở về nhà, song sẽ phải thông qua một số sân bay và chu trình xử lý đặc biệt. Cùng ngày, một loạt hãng hàng không của Mỹ cũng thông báo kế hoạch cắt giảm chuyến bay quốc tế, đặc biệt là các chuyến bay đường dài tới châu Á, Australia, châu Âu, New Zealand và Nam Mỹ. Chính phủ Argentina ngày 14 tháng 3 tuyên bố không cho phép nhập cảnh đối với những người không thường trú ở nước này, từng đến một quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày qua. Lệnh cấm có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Mặc dù thông báo không nêu cụ thể tên các quốc gia, song Argentina đã tạm thời ngừng cấp thị thực cho các du khách từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Anh và nhiều nước châu Âu. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng tại châu Âu, đã có thêm chính phủ Pháp và Tây Ban Nha áp đặt các lệnh phong tỏa, bao gồm đóng cửa nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, cấm người dân rời khỏi nhà ngoại trừ đi làm, chữa bệnh hoặc mua đồ ăn. Trong khi đó, Australia và New Zealand đã yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào nước này phải tự cách ly trong vòng 14 ngày.